Anh lại đây, em cho anh xem, em mới mua con xe xanh đẹp lắm. Đâu? Em không biết dùng. Sao lại không biết dùng? Đấy, kinh chưa? Kinh 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 kinh. Xe xây Thế này thôi, em mới mua giả vờ à? khen khen xe đẹp đi. Không đi về em phải bất ngờ đi. Xuống xuống Uầy, xuống xuống xe đẹp thế. xuống. Anh xuống 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 xuống. Rồi. Không không tắt được, không tắt được. Để sơn chiếc khác. Không, bê bê anh lên anh sơn cái khác đi. Anh sơn Đi lên cái toàn siêu xe thôi. khác Ừ. đi. Đi kệ kệ con thằng rằng đi lên đi lên. Đi lên đi lên đi anh ngồi đi, anh ngồi Đây đi. Anh nhắm mắt lại. anh lấy hai ngón tay che mắt lại rồi nè. Anh che mắt lại, em sẽ cho anh một điều bất ngờ. Kinh chưa? Đâu, anh được mở mắt ra chưa? Đâu, mở mắt ra rồi. À đây đây. Ui. Ui, xe đẹp phết nhở. Xe này đâu ra ấy, em? Sắm 2 tỷ ấy. Ui, Đeo không, 2 đeo không? tỷ cơ. Eo, anh làm gì có cái xe xịn như này. Mấy con bò của anh à. Đeo không? Này, Đẹp cho đẹp mượn đẹp. xe mà đi. Cho mượn đi một tí thôi nhá. Ui, xe xịn thế à. Đi Đây. thấy bon bon trên đường phố Đây. không? Xe sắm mấy nghìn năm rồi mới được đi đấy. Sắm xe xong ọp hello nhá. Em nào có được Đâu. sắm xe đâu, ai chả biết, ai chả biết ai tặng mình ấy. Theo theo À thế à? vô game thấy Thế là sao bảo mua? thì em muốn khoe cái xe xịn thôi. Ui ơi. Anh thấy hai cái xác, anh thấy cái xác ngay giữa cầu. Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của mình. Kinh Hôm nay thì mình comeback xe sau một khoa thời đấy, gian sao ốm lại đi ra đây mày. ốm khá là dài. Vâng. Thực sự thì biết là Ok sao đi chơi về ốm với là trưởng mà không phải là ốm kiểu bị Covid hay là bị kiểu sốt xuất huyết hay gì gì đâu nhá, rõ kiểu ràng là ốm bộ kiểu tóc của gì ấy. em đẹp hơn, Hôm nay là mình chơi với nhìn lại chất người như yêu này mình. mà cắt súng này, Thế á? Đẹp đấy. nhìn đúng chất tây luôn, Nhìn hấp dẫn đẹp đấy. không? Hấp dẫn, hấp dẫn. Thế sao anh hấp dẫn nhất không? Sao không nói hấp dẫn nhất? Nhìn Anh nhìn nói thế. nhìn ngon ngọt, nhìn rất là ngon ngọt. À, anh còn lại đánh giá em ngon ngọt á. Ờ Chàng kìa, thì sao chắc là thế con nào cũng ấy hơn rồi. xuống dưới người yêu. Ok. Anh ơi, trong phòng quan trọng. Nó gạt luôn Sao à. nó bắn chết được em luôn nhở? Ủa em bị à? Dội thế nhở, thằng này. Anh cố sống nhá. Rồi. Có đường bay đến thẳng đây đấy, nhưng mà nó đang đi từ đằng sông ấy, cuối sông. Cái máy bay bay chậm thế. Đồng vai rồi Bin ạ. Xin xin chúng mày đây, đừng, ta vừa mới xuống đừng bắn ra nhá. Ui.
Ui giời, thằng này knock đâu ra đây? Anh ơi, cái smoke kia là có người không ấy? Smoke kia không? Eo luôn chơi game di chuyển có nhân vật cũng thấy mình bị đau. Bắn đâu ấy? Trên knock, trên knock. Hình như vẫn có thằng nữa, 95 hay sao ấy. Vẫn có thằng nữa. Anh gà nó rồi mà. Hình như thế. Đã xây bên này này Bin. Anh ấy có không? Anh ấy có, anh có, anh có. À, có, cần, cần. Cái gì nhỉ? Bên ngoài. Phản xạ. Phản xạ cũng kinh đấy. Nhưng mà đang băng đường thì cũng chết. Em lấy cốc 6. Không. Có mệt không ấy? Mì giọng còn sợ ấy. Không, anh thấy nóng quá, anh bật điều hòa lên đi này ca. Xong rồi mũi anh nó bắt đầu nghẹt lại. Em có thấy ngu không? Ừ, bật điều hòa xong càng kẹt mũi. Em có thấy ngu không? Không, anh không ngu. Anh sao, anh chỉ đáng yêu thôi. Ui giời. Anh không đáng yêu. Anh à không, cái tay này. Anh đang xóa. À không, anh đang kiểu Smash. Ui, vừa một con bot. Mình nên đi sang bên kia. Đây, một thằng chạy ra lút đồ này. Ngu người luôn. Ê ơi, ê kê cho em chạy lên cái chòi nhá. Chòi nào? Ôi dồi ôi, cái chòi đấy có người không? Không. Bảo ra vị trí này, thật tiếc ba mẹ lắm. Ok. Quay ra đúng cái đợt mát. Phê quá rồi nhờ. Ừ. Chào. Trời thì râm chứ. Xong nó còn mưa nhỏ không má. Ui, anh nó bắn ra mình chết chết em rồi. Bọn này bị làm sao ấy? Nó cứ chặn cầu ấy đại ca. Có người. Chơi game kiểu gì? Thằng này bị làm sao ấy nhỉ? Bạn hơi, bạn nghịch hơi, hơi sai lầm đấy nhá. Nó ở đâu ấy? Ờ, nó xây nhưng mà nó vừa chạy được rồi, em bắn chú với game đi. Đi đi không? Đi. Nó có một thằng thôi, mình có đi, hai em chết cả. Luôn. Ui. Em tưởng bắn chúng anh chứ nhỉ? Không. Nó bên ngoài, nó nhảy ra bên ngoài rồi. Ra ngoài nằm cỏ rồi nha. Anh thấy nó đang bò này. Từ từ để anh chạy ra anh sấy nó. Ơ kìa. Anh thấy nó rồi. Anh chạy ra anh sấy nó đi. Xem thấy hay nhở. Ơ hay từ này. Ơ cái thằng ngoài bò đít của anh đâu. Đít, đít nó mặc quần trắng xóa. Ok ok. Đây thấy này. Ơ yếu ơi. Hai mỗi người một thằng. Ơi có nữa này. Đâu? Gì đây ca? Nó dừng à? Bin từ từ. Hai thằng à?
bọn này đâu ra mà lắm này. Cho em này anh này. Ô, nó chưa bắn thủng lốp. Uầy, siêu xe ai đẹp thế nhở, siêu xe ai tặng đấy. Hôm qua đi mua ở ngoài chợ 2.000 đồng đó. Thế á. Xe yêu em tặng đấy, đẹp không? Ồ, người yêu em tốt thế. Người yêu em định quay ba vé để đổi cái xe đẹp nhất ấy. Nhưng mà người yêu em nghĩ ra là em hạc game của em cùi quá. Thì là người yêu em quay được hai vé. Ôi, em ơi đừng đâm, đâm. Yếu. Ủa mẹ. Anh ơi, lát quá người yêu ạ. Ơ, nóc luôn à? Trời ơi. Còn một thằng nữa, không biết thằng nữa ở đâu đâu. Đi. Người yêu, đi. Em muốn có mạng thì đi cong luôn. Kìa kìa nó chạy xuống kìa. Đi. Cong đi anh. Chết. Ui chủ. Mark the location. Nó đang tát xả vào đấy, nó gọi mình ấy. Ui em thấy đầu rồi kìa. Ui trời, ăn cướp rồi. Cứu luôn đi. Có nước thánh cho anh xin đi. Không có. Ôi sao lưng. Trời ơi. Ôi, mình đứng sai chỗ rồi. Khó quá. Nó bọc nguyên cả team nó ở đây, bắt cả nồi thật đông thế. Anh không sợ đâu. Nói thế, anh có những con anh không sợ. Con gì? Con gì anh cũng không sợ. Ủa anh ơi, em đang định bay vào cái nhà này nhưng mà em... Ui rồi ôi. Lừa. Rồi. Nó một thằng rồi còn thằng. Tự nhiên ném cửa thế thôi lại trả công được. có máu không? Không em. Để em, tránh ra đây, tránh ra. Trang. Ủa em tưởng là lúc em đến bao sau thì chúng ta cùng sang lại cả. Nó chạy kìa. Đâu này, đẩy không? Có. Mình không dễ ăn đâu hà. Ở đây còn máu có đồ nữa không, thêm loot luôn. Nhớ nhiều á. Nhớ nhiều. Khó. Em nhớ nhiều quá. Ừ. Mấy nữa gặp lại nhá. Được, cũng được. Ừ? Nhưng mà bạn mà ốm này, bạn ra bạn lê tôi học. Ừ. Không được. Mấy nữa phải hết ốm mới ra, chứ ai để ốm ra. Thôi ôm ốm ra cũng được. Quay lại đấy lúc mà bốn đi, anh không cần à? Không, anh súng gì chả bắn được em. Thế á, thế em cho anh M4 của em nhá. Thôi, anh súng gì chả bắn được. Lại bắt đầu nói như thế nào, nói anh à, như thế nào. Anh lấy. Đấy, thế mà bảo súng nặng bắn được mà lại lấy M4 của em. Lúc đầu anh đang nghĩ cái câu trả lời là súng nào bắn được rồi, thì mình không lấy rồi. Anh ơi, thôi em chơi game nữa, nghỉ nhá. Sao? Nhá, có không? Kìa. em thích chơi anh vào thế khó hả? Em đang hỏi anh hay anh đang hỏi em á? Không. Không á? Không nghỉ á? Ừ. Thế mà bảo em muốn gì cũng được.
Thế Tìm cái em nghỉ gì đi. cũng ngay. Thế em nghỉ nhá. À đuổi, đuổi, đuổi thôi. Đi, đi, đi. Ok, fine. Phận Đuổi con cho đã, dai. bây giờ đuổi, đuổi mình đi không chơi nữa. Phận con dai 12 bến nước. Khổ Buồn quá quá mà. thì thôi. Em đang nói anh đấy đúng không? Anh buồn đúng không? Ừ, anh buồn lắm. Em Anh buồn quá người yêu em đang nói mà tại sao anh cứ nhảy vào mồm em thế nhỏ? à. Đâu. Em buồn. À, em buồn. Em tuyệt vời nhất. Em nói luôn đúng, em là chân lý. Em là chân lý thế Em nên mà là sai thì sao? em là chân lý thế nên là không có đúng sai. Em mà sai thì sao? Em là chân lý thì tất nhiên là không có đúng sai rồi. Mọi lời em nói ra đều là đúng hết, em bảo Không có đúng, không có đúng sai nhưng lại lại là đúng. không? Thì đây, không có đúng sai. Em nói ra là luôn luôn hợp lý đấy. Thôi đi anh, càng nói anh càng lố đấy. Ok. Thế nhưng mà cái ý anh là nó như vậy. Em sẽ em nói mãi như thế nào rồi, Nói bảo như là nào? anh này bảo là Là sao? anh muốn chơi với em lắm nhưng mà không biết tại sao mà em muốn nghỉ, nhưng mà đấy mệt quá rồi thì em nghỉ cũng được, xong khác nên chơi với nhau sao, bảo thế được mà. Để xong trả xong xong lời cho nó tử tế này, anh ơi bây giờ chơi, bây giờ nếu nghỉ nhá, không chơi game với à? nếu nếu em thấy mệt rồi thì em cứ nghỉ hôm khác mình chơi với nhau sau cũng được, nếu em khỏe. Biết ngay mà, yêu mình. Yêu mình chỉ nói những cái lời hoa mỹ thôi, văn thơ này là trường Kìa anh nghe đã biết. Ui, sao dùng văn tán gái kinh ấy, phải check play đây. còn lời giật. Em phải biết là em là cô gái xứng đáng để dùng lời hoa mỹ, em hiểu không? Chứ không, chứ chả nhẽ lại dùng câu mắng chửi với em đúng không? Thôi, kinh Em ngầu anh thì kinh rồi. thông minh lắm. Đúng là con trai của ta. Ok. Ơi ơi ơi. Ừ. Ôi dồi ôi. Tí nữa thì em ngất. Thế hả? Đang ngất đâu? Tránh xa xe ra đại ca, tránh xa ra. Đây Tránh đây xa đây ra đây. bắn nổ hẳn đã. Lạy Chúa rồi, em thiếu đồ gì không anh mua cho này. Yêu em. Yêu vợ. Yêu chồng. Ôi yếu Sắp ơi. tiếp thằng trên đồi đấy. Đây đây Sắp không? thằng trên Thằng đồi thằng thằng còn lại yếu ơi. Đúng, đấy. thiếu đúng một viên nữa. Eo thế em với anh mệt rồi như nào? Đẳng cấp Hai không? hai hai Xịn hai hai. xò. Hai hai hai. Đỉnh đỉnh đỉnh. Không biết bốn thằng không nhá, cứ cứ cẩn thận. Lâm Còn một. còn một, còn một. À kìa, pin làm hết luôn. Hay thế nhở. Nước thần, nước thần, nước thần anh ơi. Đây 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 đây. Rồi. Nổ. Nó bị nốc rồi, em nốc một thằng rồi đấy. Nóc 3. Mấy thằng ấy? Lia. Ơ, à, vẫn nóc này. Kìa, còn một thằng nữa, nó ở đâu ấy nhở? Không biết người yêu ạ. À.
Em nghĩ là chắc nó ở dưới này rồi. Đây đây, bên này, bên này. Ui, đằng sau kìa. Trời ơi. Thêm nó không bắn đây nha. Vãi trưởng thật. Thằng này lắm trò ghê. Chúc mừng. Ui trò. Bình bắn hay quá. 10 kill. Bình bắn hay kìa chưa nhờ. Ghê thế nhờ. Bình nhá. Xịn. Tốt hàng rồi. Tốt hàng rồi.